Thưa các đồng chí đại biểu, nhân dịp Tết của Phụ nữ quốc tế và Đại hội lần thứ 3 của Phụ nữ Việt Nam, tôi thân ái gửi đến các đoàn đại biểu ban, các đại biểu của đại hội, phụ nữ cả nước ta, đặc biệt là phụ nữ miền Nam anh dũng, phụ nữ trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa, phụ nữ dân chủ và tiến bộ trên thế giới, những lời chúc mừng nhiệt liệt và những cái hôn anh em. Thưa các đồng chí đại biểu, đại hội này báo cáo của đồng chí thủ tướng và báo cáo của ban chấp hành hội liên hiệp phụ nữ đã nói đầy đủ về những thành tích vẻ vang của phụ nữ ta trong thời kỳ kháng cách mạng và trong kháng chiến, đã nêu rõ những nhiệm vụ của phụ nữ ta hiện nay trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh để thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà. Vậy tôi chỉ tóm tắt nêu thêm vài ý kiến để đại hội bàn bạc. Một là đoàn kết. Phụ nữ ta cần phải đoàn kết chặt chẽ, chị em các dân tộc, lao động chân tay và lao động trí óc. Phụ nữ miền Bắc và miền Nam cần đoàn kết với phụ nữ các nước phe ta và phụ nữ tiến bộ thế giới để đấu tranh cho mục đích chung là hòa bình thế giới và chủ nghĩa xã hội. Điểm thứ hai là trách nhiệm làm chủ. Mỗi một người và tất cả phụ nữ phải hăng hái nhận lấy cái trách nhiệm của người làm chủ đất nước, tức là phải ra sức thi đua tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm để xây dựng nước nhà, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Muốn làm tròn nhiệm vụ vẻ vang đó thì phụ nữ ta phải xóa bỏ cái tâm lý tự ti và ỷ lại, phải có ý chí tự cường tự lập, phải nâng cao lên mọi trình độ chính trị, văn hóa, kỹ thuật. Chị em phụ nữ Liên Xô, Trung Quốc và các nước phe ta đều làm như vậy. Đây xin nêu vài thí dụ. Ở Liên Xô, phụ nữ chiếm 49% số người có trình độ văn hóa cao và 53% số người có trình độ văn hóa trung cấp. Họ đã chiếm 45% trong tổng số hội viên tổng công hội. Họ đã đóng góp một phần quan trọng trong các ngành, các nghề. Trong công nghiệp nhẹ, trong ngành giáo dục và y tế thì phụ nữ chiếm số đông hơn đàn ông. Vài thí dụ về cá nhân. Đồng chí Chulay Manova thì mồ côi cha mẹ từ lúc còn bé, do quyết tâm cố gắng của mình cộng với sự giáo dục của đảng, đồng chí ấy đã tốt nghiệp khoa pháp luật và công trình sư, đã vào Viện Hàn Lâm Khoa học và đã được bầu cử làm chủ tịch nước Cộng hòa Xô Viết Uzbekistan. Đồng chí Gaganova là một cô thợ dệt bình thường, do thấm nhuần đạo đức cộng sản mà tự động hy sinh lương bổng cao của mình để giúp chị em những tổ lạc hậu thành những tổ tiên tiến. Tinh thần và hành động tốt đẹp của đồng chí Gaganova đã góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua lao động chủ nghĩa cộng sản. Đó là những gương tốt cho phụ nữ ta học tập. Phụ nữ ta sẵn có truyền thống cần cù và anh dũng, quyết tâm học thì nhất định học được. Điểm thứ ba là vấn đề chăm nom cho các cháu bé. Muốn cho người mẹ
sản xuất tốt thì cần tổ chức tốt những nơi gửi trẻ và những lớp mẫu giáo. Hiện nay có một số cơ quan, xí nghiệp và địa phương đã làm được khá tốt. Hội phụ nữ cần phải phổ biến những kinh nghiệm đó và giúp đỡ chị em các nơi khác tổ chức cho tốt. Chúng ta phải hết sức quan tâm đến thế hệ cộng sản mai sau của chúng ta. Ngoài ra, nên cố gắng tổ chức những nhà ăn công cộng cho tốt để giải phóng phụ nữ ra khỏi bếp núc. Về luật hôn nhân và gia đình, hiện nay vẫn còn nhiều người và nhiều nơi làm trái luật ấy. Vài thí dụ về nhiều người còn ngược đãi vợ và ép uổng duyên con. Những phần tử xấu lợi dụng tôn giáo để phá hoại quyền hôn nhân tự do. Gặp những vụ phá hoại pháp luật như vậy thì chính quyền, chi bộ và đoàn thanh niên đã đối phó thế nào? Trước hết là đoàn thể phụ nữ đã đối phó thế nào? Vậy từ nay đối với nhân dân thì chúng ta cần phải tuyên truyền rộng khắp và bền bỉ giáo dục. Đồng thời đối với những kẻ phạm pháp thì phải thi hành kỷ luật một cách nghiêm khắc. Về điểm thứ năm nói về cán bộ lãnh đạo. Cán bộ đã cố gắng, còn phải cố gắng hơn nữa. Phải đoàn kết nội bộ chặt chẽ hơn nữa. Chịu khó học tập hơn nữa. Đi sâu đi sát hơn nữa trong các ngành sản xuất. Thông cảm sâu sắc hơn nữa với quần chúng. Và ra sức giúp đỡ chị em giải quyết những thắc mắc, những khó khăn. Cán bộ phải làm gương mẫu. Còn anh em cán bộ các cấp các ngành thì cần hết lòng giúp đỡ chị em tiến bộ về mọi mặt. Các đồng chí làm được như vậy thì phong trào phụ nữ nhất định không ngừng lên cao. Ngay từ mới thành lập, Đảng ta đã nêu rõ chính sách nam nữ bình đẳng. Hiến pháp ta đã xác định chính sách đó. Trong mọi việc, Đảng và chính phủ ta luôn luôn quan tâm giúp đỡ phụ nữ. Vậy chị em phụ nữ ta phải nhận rõ địa vị làm người chủ và nhiệm vụ làm người chủ nước nhà. Phải có quyết tâm mới, đạo đức mới, tác phong mới để làm tròn nghĩa vụ mới của mình, là góp phần xứng đáng của công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà. Trước mắt là thi đua hoàn thành tốt kế hoạch năm nay để làm đà tốt cho cả kế hoạch 5 năm để xây dựng được sống tươi vui hạnh phúc cho nhân dân ta, cho con cháu ta. Mấy lời đề nghị nôm na, đại hội cố gắng ắt là thành công.